Vâng, xin chào bác, bên dịch kênh xe đạp. Và mới giới thiệu bác một mẫu tua zin dòng gian X-Cap SL2. Rất lâu rồi ông về một chiếc dòng tua zin. Đây là một trong những cái dòng tua zin đường phố khá là phổ biến về bên cửa hàng bên em. Trước đây cũng khá là bán chạy bên dòng xe tua zin X-Cap. Và nay ông về trước một chiếc model SL2 với cái tông màu đỏ, sử dụng với khung nhôm cao cấp Superline và kim nhôm siêu nhão nhé. Và bây giờ xin mời đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, trên khung hình bác đây là cái mẫu dòng Gian, một trong những cái dòng tua zin khá là phổ biến, dòng của thương hiệu Gian, dòng Gian X-Cap SL2 sử dụng rất là phổ biến. Các bác đi những cái dòng xe đạp thể thao rất là dễ dàng sử dụng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Và lần này ông về một chiếc X-Cap SL2 với cái tông màu chủ đạo là tông màu trắng, điểm chỉ đỏ trên khung xe. Rất nhiều bác hỏi em về dòng tua zin dễ sử dụng, thì đây là một trong những cái dòng tua zin khá là phổ biến của các bác. Sao sử dụng với bộ kim khung nhôm Alloy X, vẫn hợp kim nhôm độc quyền chính hãng của Gian, Alloy X F Superline dòng SL, chuyên sử dụng trên những cái dòng xe nhôm cao cấp của dòng Gian X-Cap, mô đồ cao cấp, sử dụng với bộ dây âm sườn chạy trong khung xe, tính thẩm mỹ rất là cao. Và xe về còn rất là đẹp, đi qua quá trình sử dụng rồi, nhưng mà lớp xe là lớp sơn zin lắm nhá, tông màu đỏ sơn zin. Mẫu xe này phù hợp với mọi lứa tuổi bác nhé. Rất nhiều bác hỏi em về cái dòng xe dòng tua zin. Trước đây thì em vào một chiếc dòng tua zin kết của thương hiệu Gian, một trong những cái mẫu mà trước đây rất là bán chạy, cổ phốt ni lông chính hãng của xe, nhưng bản theo xe đông nhông, tay cuốn cầm rất là êm nhé, tay lắm mút tôi cho sẵn cho các sử dụng. Sử dụng với tay bấm xả chính nhãn của Shimano dừng lít, và cụm phanh trước sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực của Techo. Nếu phải em sử dụng với bên tầng bấm xả bên tầng đĩa của Shimano, và cụm phanh sau sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực của Shimano. Càng xem cái bản theo xe cũng tông màu đỏ, mã vạch chính hãng của xe cũng còn trên càng này, có nhìn rõ. Được trang bị với vành nhôm hai lớp, vành chính hãng của Gian, vành SL2 với bản theo xe, sử dụng lốp Canda kích thước lốp 700x23C, trước lốp dòng cơ bản của dòng tua zin. Đằng trước sử dụng với cụm phanh dầu cũng nhé, sử dụng rất là an toàn cho các bác. Model hàng ngày em về là chiếc model Gian X-Cap SL2 SL2 này, sử dụng với về chiếc size F, QR code chính hãng của xe cũng còn trên cung, cọc yên nhôm với bản theo xe, yên chính hãng với bản theo xe, yên chính hãng của Gian. Và đặc biệt là dòng X-Cap SL2 này là giá thành rất là phù hợp cho các bác, sử dụng với bộ khung nhôm chắc chắn và siêu nhẹ của hợp kim nhôm Superline mà em đã giới thiệu qua những video trước đây về những dòng xe địa hình và dòng xe đua cao cấp. Đùi đĩa 3 tầng sử dụng với gạt đĩa của Shimano Tuleto X, củ đề sau là củ đề Shimano Tuleto X, trang bị với 8 tầng lip đen của Shimano, vành nhôm hai lớp, vành chính hãng của Gian, vành SL2. Và bây giờ xin tôi cho các đứng của khung xe. Vâng, cho các đứng của khung xe là size 47. Chiều ngang khung là size 52. Thì các bác từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Cho trang bị với 8 tầng lip,
Lip Shimano lip đen, lên lip thôi. Thú mít. Bên phải em mà đùi nhớ 3 tầng. Xuống nữa. Lên nữa. Sử dụng cái tông chu mật mà cũng nhá. Quang là ưa thích cái dòng xe tôi sử dụng phanh dầu. Dòng gian X-Cap FL2 rất là dễ sử dụng. Phù hợp với mọi lứa tuổi. Thì đây là sử dụng của các bác rất là tốt. Một mẫu ô tô đinh cơ bản cho các bác. Và giá thành rất là tốt. Mọi người nhá, tổng thể xong chiếc xe gian X-Cap FL2 và xe giá tốt với em là 7.2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là con liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại trên ngày mai.